cấp chữa coronavirus đã được thử nghiệm thành công ở Pháp. Các nhà khoa học Pháp vừa báo cáo về kết quả thành công của nghiên cứu lâm sàng sau khi kết hợp hai loại thuốc hiện có, hydroxychloroquine và azithromycin để chữa bệnh do nhiễm SARS-CoV-2. Nhìn chung, các nghiên cứu về thuốc chống coronavirus được xây dựng xung quanh hai nhóm thuốc, remdesivir và thuốc chống sốt rét, cụ thể là chloroquine và hydroxychloroquine. Trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, cả ba loại thuốc đều cho thấy hoạt động chống lại SARS-CoV-2 và chloroquine hiện được sử dụng làm thuốc chống virus được khuyến nghị để điều trị COVID-19 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, để đưa bất kỳ loại thuốc nào vào thực tế, cần có thử nghiệm lâm sàng. Các nhà khoa học Pháp đã tiến hành các nghiên cứu lâm sàng đầu tiên về hiệu quả của việc sử dụng hydroxychloroquine riêng biệt và dưới dạng kết hợp với kháng sinh azithromycin để điều trị COVID-19 tại cơ sở của Bệnh viện truyền nhiễm Mediterranean Infection của Bệnh viện Đại học Max Planck. Tham gia nghiên cứu là 36 bệnh nhân trưởng thành, với cả các triệu chứng COVID-19 lẫn những người không có triệu chứng, họ đều được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 theo mẫu huyết dịch mũi họng. Những người không đồng ý dùng thuốc mới được đưa vào nhóm kiểm soát gồm 16 người, họ vẫn được trị liệu theo phác đồ như trước đây, tức là điều trị theo triệu chứng và kháng sinh để ngăn ngừa bội nhiễm vi khuẩn. 14 bệnh nhân còn lại uống 200mg hydroxychloroquine xung phích 3 lần ngày trong 10 ngày, 6 trong số họ, ngoài hydroxychloroquine, còn được uống 500mg azithromycin mỗi ngày trong 2 ngày đầu tiên để ngăn ngừa bội nhiễm, sau đó 250mg trong 4 ngày. Tất cả 6 bệnh nhân đều tiếp thu thuốc kết hợp của hydroxychloroquine và azithromycin, hàng ngày họ được đo điện tâm đồ để đảm bảo không xuất hiện tác dụng phụ đối với tim. Ngay trong ngày thứ 5, ở cả 6 bệnh nhân, các xét nghiệm về coronavirus đều cho kết quả âm tính, kết quả này được xác nhận vào những ngày tiếp theo. Như vậy, tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 trong nhóm thử nghiệm đã được chữa khỏi hoàn toàn trong 5 ngày. Các nhà khoa học lưu ý rằng, mặc dù thực tế là nhóm thử nghiệm rất nhỏ và để xác nhận kết quả, cần phải tiến hành các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn, tuy nhiên kết quả thu được là rất đáng khích lệ. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí International Magazine of Antiretroviral Medicine, theo Sở Phúc Nhất. Loại thuốc mới được tìm thấy phục vụ điều trị COVID-19. Một loại thuốc tiềm năng mới đã được xác định trong điều trị SARS-CoV-2 bởi các nhà khoa học tại Trung tâm Cấu trúc Gen bệnh truyền nhiễm CSGID. Các nhà khoa học CSGID đã lập bản đồ cấu trúc nguyên tử của hai protein SARS-CoV-2 quan trọng trong một phức hợp gọi là NSP-16. CSGID là một tập đoàn quốc tế gồm các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc của protein coronavirus để phát triển thuốc hỗ trợ và có sự hỗ trợ của Adam Gazi, giáo sư khoa học y sinh tại Đại học California. Hai protein sửa đổi vật liệu di truyền của virus để làm cho nó trông giống RNA của người hơn, cho phép nó tránh được sự phòng vệ chống virus của vật chủ và cho nó thời gian để nhân lên. Các nhà nghiên cứu tin rằng nếu một loại thuốc có thể được phát triển để ức chế NSP-16, hệ thống miễn dịch sẽ có thể phát hiện virus và diệt trừ nó nhanh hơn. Chúng tôi lần đầu tiên thiết kế các cấu trúc của các mảnh DNA để thể hiện hai loại protein. Sau đó, chúng tôi đã phân tích cấu trúc của các protein này, và gì nói, công việc sản xuất, tinh chế, kết tinh và xác định cấu trúc protein cho thử nghiệm thuốc đã được thực hiện tại Đại học Tây Bắc, Đại học Chicago và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Agone. Gazi cho biết nhóm nghiên cứu đang phát hành cấu trúc protein cho công chúng, vì vậy các nhóm nghiên cứu khác có thể sử dụng chúng cho các nỗ lực khám phá thuốc. Đây là một mục tiêu thực sự tốt bởi vì nó là một loại protein hoàn toàn cần thiết để virus nhân lên. Kala Sache, giáo sư về miễn dịch vi sinh học tại Tây Bắc và giám đốc CSGID cho biết, nhóm của Sache đang gửi phức hợp protein mới đến Đại học OUE để được kiểm tra các chất ức chế mới có thể được phát triển thành thuốc mới. Đây là cấu trúc protein thứ tư trong mục tiêu tạo ra thuốc tiềm năng điều trị SARS-CoV-2 được xác định bởi nhóm các nhà khoa học CSGID. Chúng tôi cần nhiều loại thuốc để điều trị virus này, vì căn bệnh này có thể sẽ ở bên chúng ta trong một thời gian dài, Sache nói. Nó không đủ tốt để chúng tôi phát triển một loại thuốc và còn vì nếu COVID-19 phát triển khả năng kháng một loại thuốc, thì chúng tôi cần những loại khác. Cấu trúc của ba protein khác quan trọng cho sự sao chép của virus cũng đã được phát hành, NSP-15, ADP-ribosephosphate và những cấu trúc này được xác định bởi các nhà khoa học CSGID làm việc tại Đại học Chicago, đứng đầu là giáo sư Anje Yachimiya, một thành viên xuất sắc tại Agone, và một giáo sư phụ trợ tại Tây Bắc. Tất cả các công việc được tiến hành bởi cả hai đội của Đại học Chicago và Tây Bắc được thiết kế bởi nhóm nghiên cứu sinh học của Gazi. Đây là một phần trong nỗ lực lập bản đồ toàn bộ cấu trúc protein trên virus mới. Mở rộng phạm vi cấu trúc bằng cách giải quyết các cấu trúc bổ sung là hướng tiếp theo. Hướng thứ hai là các thí nghiệm kết hợp với các loại thuốc tiềm năng. Chúng tôi muốn biết liệu protein coronavirus liên kết với chúng như thế nào. Điều này sẽ giúp cải thiện thuốc, làm cho chúng tốt hơn hướng đến giải quyết mầm bệnh đặc biệt này,
Gavi nói, CSGID đang chạy đua để phát hành thêm các cấu trúc để phát triển thuốc. Mục tiêu của trung tâm là xác định cấu trúc của tất cả các protein là mục tiêu tiềm năng. Nhóm nghiên cứu cũng đang hợp tác để cung cấp protein cho các nhà điều tra để thiết kế vaccine cải tiến. Tuy nhiên, so với bình thường, công việc của trung tâm đã trở nên khó khăn hơn vì nhiều trường đại học đã giảm hoạt động và một số phòng thí nghiệm đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Khả năng làm thí nghiệm của chúng tôi đang giảm dần, tuy nhiên, trung tâm sẽ tiếp tục phát hành các cấu trúc mới cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu của mình, Sarche nhấn mạnh, trang phạm, theo Mary của Express.